Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với kênh Báo Hùng Audio. Và clip này em lại tiếp tục mời quý vị các bạn cùng em khui thùng chiếc Bramley Acufe C2410. Đây là một chiếc Bramley cao cấp của hãng Acufe, series là 2410, về với Báo Hùng Audio với tình trạng là nguyên bản và đẹp xuất sắc quý vị các bạn nhé. Một chiếc máy demo line new luôn. Và sản phẩm này thì với giá bán khi với giá bán lúc xuất xưởng là khoảng 200 triệu đồng. Thì hiện nay tại Báo Hùng Audio với một mức giá cực kỳ tốt là chỉ 92 triệu đồng thôi. Hàng demo còn mới tinh 99,9%. Đó, 92 triệu đồng thưa quý vị bạn. Và bây giờ thì để xem em nó đẹp hay không, mới hay không và như em báo hùng quảng cáo hay không thì xin mời quý vị bạn cùng dõi theo em khui thùng chiếc Bramley Acufe C2410 này nhá. Sản phẩm này cũng vừa mới về Báo Hùng Audio ngày hôm nay. Đó. Vừa về thẳng từ Nhật luôn. Đây là một chiếc rè âm ly 4 số thế hệ mới của Acufe. Những bác nào đang chơi Power mà muốn tìm cho mình một chiếc Bramley cao cấp của Acufe thì hãy liên hệ ngay với em Bá Hùng. Đó, theo số điện thoại 0978 263 263 để được sở hữu cho mình chiếc Bramley cao cấp này. Ta sẽ có dây nguồn này, Cataro này, đó, dây nguồn Cataro. Ta sẽ có một chiếc điều khiển, đó, tất cả được đóng gói và bọc rất là kỹ càng luôn. Bây giờ thì em sẽ nhấc em nó ra, đó, nhân vật chính của chúng ta ra để xin mời quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng nha. Acufe C2410. Để mà nói thì hàng lướt ấy, thì nó sẽ có nhiều loại, hàng cũ ấy, nó sẽ có nhiều loại. Ví dụ như là hàng còn đẹp, hàng đã sửa chữa thay thế, hay là những cái hàng mà line new như thế này thì giá nó có thể vênh nhau vài triệu. Nhất là với những cái sản phẩm giá tới tiền tiền trăm triệu như là cái sản phẩm này, đúng không ạ? Ví dụ như là trên thị trường thì cũng có thể là sẽ có những cái sản phẩm nó rơi vào khoảng tầm 90 triệu thôi, hoặc là thấp hơn 1-2 triệu, nhưng nó sẽ không được đẹp, không được mới. Thì cái sản phẩm này là một cái sản phẩm cực kỳ mới, xuất sắc luôn. Và nó có thể nói rằng nó là một cái sản phẩm 99,9% luôn, thưa quý vị bạn. Đó. Rồi, sau đó bây giờ thì em sẽ đặt nó lên kệ và quay chi tiết để giới thiệu với quý vị bạn nhé. Vâng, và bây giờ em đã nhấc em nó lên trên kệ. Đó, bây giờ thì xin mời quý vị các bạn cùng dõi theo em. Em sẽ dỡ cái tấm áo trùm của chiếc Bramley Acufe C2410 cao cấp ra để chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của chiếc Bramley này nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra chiếc điều khiển trước nhá. Một chiếc điều khiển nhôm cao cấp, mới tinh luôn. Tiếp theo đó là catalog. Ở dưới đây thì còn một cái tấm vải để phủ lên này. Tấm màn để phủ lên khi chúng ta không chơi nữa này, rất là cẩn thận luôn. Và đây là dây nguồn. Ok, xin mời quý vị các bạn cùng dõi theo em nhá. Wow, rất đẹp luôn ạ. Một sản phẩm có thể nói rằng line new 99,9% luôn. Đó. Ui, hai bên hồi này của em nó yêu quá các bạn. Đó, tuyệt vời chưa? Rất là tuyệt vời luôn.
rất tuyệt vời, rất mới tinh luôn. Thưa quý vị bạn, mới quá nhỉ. Không có điểm gì để chê chiếc Bremly này cả. Đó, chúng ta nhìn hai bên hồi này. Còn mới không ạ? Rất là mới và bóng loáng luôn. Thật sự là đỉnh cao luôn. Acufei C2410. Đó, hàng mới tinh luôn. Đó. Bây giờ thì em sẽ dỡ cái cọc ra để chúng ta cùng xem cái độ mới của từng cái cọc này luôn nhá. Đó. À, các bác thấy không ạ? Vàng chóe luôn. Đó. Nó rất là ít và hầu như là chưa sử dụng luôn. Và chiếc pre này thì có đường cạc mở rộng cho phono. Đó, để chúng ta chơi rất là tiện lợi luôn. Đó. Tất cả các cái rắc, cái nút bịt còn nguyên nha các bác nhé. Mới tinh luôn. Quá là mới luôn em này. Thì thực sự là không có một điểm gì chê luôn. Hai bên hồi sơn piano bóng loáng, vân gỗ cực kỳ là đẹp và đỉnh cao của Acufei. Đó. Mặc dù là hai tấm hồi kim loại nhưng mà lại được sơn vân gỗ nha các bác nhé. Thế mới gọi là đỉnh cao luôn. Kim loại nhưng mà lại là vân gỗ. Đó. Các bác có thấy đặc biệt và chất lượng không ạ? Không một điểm trừ. Đó. Vâng, và mức giá của em này thì là 92 triệu thưa quý vị bạn. Đó. Có những cái máy nó xấu hơn kém hơn thì tình trạng nó xấu hơn thì nó sẽ rẻ hơn. Và em này là giá là 92 triệu quý vị bạn nhé. Đó, máy quá đẹp luôn, quá mới, không một điểm chê. Không có gì để chê trách ở chiếc máy này cả. Em sẽ tiến lại gần hơn để chúng ta cùng xem chi tiết nhé. À, quay sát luôn cho quý vị các bạn cùng xem cho nó nét luôn này, nét nền nẹt này. Đó. Rồi, cái mặt kính bóng soi thấy cả cái mặt của em bên trong này. Đó, tóc em đang húi hơi là ngắn. Đó, bởi vì dịch bệnh cho nên là không có tiệm mà cắt tóc nào mở, ở nhà là mua tông đơ về tự húi luôn. Đó, ngắn và cũng chưa dám xuất hiện ra trước cái máy quay luôn này. Để bữa nào tóc dài bắt đầu mới dám xuất hiện ạ. Đó, chúng ta nhìn thấy cái vỏ piano bóng loáng luôn và vân gỗ nhé các bác nhá. Vỏ này nó vân gỗ này, cực kỳ đẹp luôn, mê ly luôn. Quá là yêu luôn. Anh em nào đang dùng những cục bow của Acufei mà tìm cho mình một chiếc pre trên dưới 100 triệu thì đây sẽ là một cái sản phẩm mà rất đáng để anh em quan tâm nhá. Đó. Và rất mới luôn, thực sự là không một điểm trừ nào luôn, không một điểm chê trách gì luôn. Nhấc ra khỏi thùng là em đã thấy yêu luôn rồi. Đó. Rất là đẹp. Ok, xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều nhé. Bác nào có nhu cầu thì rất mong được các bác giao lưu và ủng hộ em Bà Hùng. Hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0978 263 263. Chúng ta sẽ cùng ngắm lại tổng thể một lần nữa chiếc Bremly này nhá. Acufei C2410, hàng line new 99,9%. Đó. Cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều.